Dạ, Lâm Thăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, chào anh Nhàn Hồi, chào Đô TV ạ. Dạ, kính thưa quý bà con, tối hôm nay Lâm Thăng Sài Gòn quay lại xin phép tất cả các bà con chia sẻ tiếp cái câu chuyện của là Sư Dỗm, Thầy Cúng và cụ bà U70. Thì kính thưa quý vị, thì hôm qua là Lang Thang Sài Gòn cũng đã chia sẻ phân tích những cái khía cạnh liên quan đến là cụ bà U70 và thầy Cúng Dỗm, thì cũng nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của bà con. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đặt ra những cái câu hỏi, có một số bà con vẫn đặt ra những câu hỏi mà xin thưa quý vị là Lang Thang Sài Gòn cũng phải là bó tay. Có nghĩa rằng đó, có một số câu hỏi mà nói thật sự tôi cũng không cần thiết là phải là bà con cũng đừng có quan tâm. Cái vấn đề là bà cụ đã có chồng tại sao vẫn còn trinh, trời ơi là trời. Cái chuyện đó là tôi không có quan trọng là bà còn hay mất, mà cái tôi quan trọng ở đây đó là cỡ như là cái thằng thầy chủ giá này nè, nó bịt bả như thế nào, hình thức bịt ra sao, và nó lấy tiền bả như thế nào mà đến bây giờ bả mới là lên cộng đồng mạng mà tôi giác. Cái mục đích chúng ta là đi mổ sâu vào cái vấn đề là nó bịt bợm bình cái chiêu trò như thế nào. Đấy là mục đích chúng ta đang đến. Đấy, chứ còn vấn đề bây giờ bà có còn hay bà có mất thì cái đó nó cũng không có quan trọng vì với cộng đồng. Đúng không vậy? Còn hay mất, tôi nói cái chuyện đó là cũng bình thường. Nó không có cái chi đâu mà phải để mà chúng ta phải mổ xẻ cả. Nhưng cái này tôi cũng đã nói rõ với bà con là từ cái clip đầu tiên. Có nghĩa rằng trong cái này là nó có một cái gọi là cái tình cảm. Tình cảm đây là tình cảm chỗ là thầy trò. Đó, rồi kể như là cái anh chàng Vũ này, gọi là Vũ Tế Công này nè quý vị. Đó, bắt đầu là anh thấy bà đây đó, thấy cô U70 nè, là một người gọi là kể như là đơn thân có chiếc. Anh nghĩ trong đầu tiền cũng nhiều, cho nên bà con cứ để ý giùm tôi mấy chi tiết này. Trong suốt quá trình mà anh chia sẻ với một số kênh YouTube anh em khác, thì anh có đề cập đến cái vấn tiền là vàng và tiền. Có nghĩa rằng anh biết bà đây chắc anh có tiền này các bạn. Và anh còn biết rất rõ cái chi tiết nữa là bên chồng của cô U70 này khởi kiện ra để đòi lại những cái của hồi môn của mà trong quá trình cưới đó. Thì kể như là cuối cùng là cô này không trả, có nghĩa là cô này vẫn còn vàng. Cái anh Vũ đây đó, anh nhắm vào đó là số vàng. Đấy, số vàng là cô này có như thế nào và số vàng cô này còn được bao nhiêu, và ảnh cái mục tiêu của ảnh là phải xâm nhập vào đây để lấy được những cái gì. Cái là tôi đang phân tích là cái vấn đề đó. Còn cái chuyện mà kể như là cô còn trinh hay là không còn trinh, tôi nghĩ cái chuyện đó nó không quan trọng. Tôi nghĩ không quan trọng. Mình đang đi bắt tội phạm là kể như là nó thật sự ra là bắt nó là nó dùng cái chiêu trò nào để mà nó ăn cướp người ta, nó dùng chiêu trò nào để nó giật túi, dùng chiêu trò nào để nó móc túi, giật điện thoại, tất cả kiểu đây là mình chung là mình tìm ra cái nguyên nhân để mà chúng ta cùng nhau mà gỡ ra và cùng nhau cảnh giác là những cái chiêu đó nó đã dùng, chứ không phải là bây giờ xế sâu vào của tại sao bà này còn trinh mà bà này mất trinh là mất như thế nào. Cái chuyện đó nó không có quan trọng cái gì. Tôi nói thật sự cái chuyện còn hay mất nó đâu quan trọng đâu, mà cái quan trọng bây giờ chúng ta nè là cái đây tôi khẳng định quý vị là nó còn. Nó còn đó là còn một cái thằng Vũ, gọi là một thằng thầy Cúng Dỗm. Đó. Nó còn ở đây là còn cái nỗi đau của là cô U70. Nó còn ở đây là còn cái sự bức xúc của cộng đồng mà liên quan đến sự việc là một thằng sư giả mà kể như là đã bịp bợm một người phụ nữ lớn hơn mẹ nó 6 tuổi. Bây giờ lên cộng đồng mạng xem như tất cả mọi cái nó xóa sạch, gọi là cái như là xóa cái án, xóa cái vết tích. Còn là còn những cái đó quý vị, còn cái màn chút xíu cái nó còn hay không còn, nó không có quan trọng. Thực sự quý vị nó không quan trọng. Với tôi là tôi không bao giờ mà tôi đi sâu vào cái chi tiết
mà cụ bà này là còn hay không và mất lúc nào. Xin thưa quý vị là tôi không đi chi tiết đó được, vì cái vấn đề đấy với tôi nó không có quan trọng gì, mà cái quan trọng ở đây đó là cái anh Vũ này, anh có những cái chiêu trò thủ thuật để mà kể như là ma mị, để mà rỉ tai cô này bằng những cái phương thức gì. Và anh có hớ ra những cái vấn đề chi hay không? Có nghĩa là trong quá trình anh chia sẻ với một số anh em khác thì anh hớ ra rất nhiều cái điểm. Mà những cái điểm này xin thưa quý vị là kể như là nếu chúng ta mà vô tình lướt qua, chúng ta không để ý, thì đây là đây cái như là anh sẽ lọt lưới ngay. Đã. Bà con thấy những ngày vừa qua bản thân của là thằng à quên bản thân của là cái tên Vũ, rồi cả mẹ cả em gái lên liên tục bảo vệ cho anh này, bằng những cái chiêu trò, bằng những cái câu từ tôi nói quý vị. Lúc mà thì anh nói quen năm 91, lúc là 93. Đã. Rồi kể như là cô này là kể như là lên nhà lên đồ ảnh là anh dầm nằm giờ thì đêm hôm, tôi đã cho cái chia sẻ rất nhiều ở cái điểm khúc liên quan đến vấn đề này. Thì tối nay tôi tiếp tục để mà chia sẻ xoáy sâu vào cái sự việc mà anh Vũ này anh dùng những cái thủ thuật gì để anh qua mặt cộng đồng, và kể như là anh dùng những cái chiêu chi để mà anh lấy cái số tiền của cô anh với số tiền là 390 triệu. Đó. Vì đêm hôm có những chi tiết mà tôi cũng làm đã xem như là cũng đã quá rõ. Có nghĩa rằng anh này anh cứ liên tục lên cộng đồng mạng đưa ra những mốc thời gian, mà những mốc thời gian anh đưa ra là cái như là lệch chuẩn, lệch chuẩn so với là cái như là những gì mà nó có nghĩa là anh nói hai thời điểm khác nhau, là cái như là tất cả những cái mốc của anh là nó lệch nhau hoàn toàn. Đấy là một cái điểm sai, một điểm là ma mị. Đó quý vị. Còn với cái vấn đề ở đây đó là bà con có hỏi một câu hỏi là vì sao một nhà giáo mà cho anh này mượn tiền mà không có một cái ký tá gì. Cái này thì nó đơn giản quý vị, như đêm hôm tôi cũng đã nói rồi, cái người ta cho mượn tiền không phải người ta ngu hoặc là không phải người ta như thế nào cả, mà vì cái niềm tin, cho mượn tiền vì cái niềm tin. Mà chỉ có là người Việt Nam chúng ta cho mượn là niềm tin thôi, chứ còn cái như không ai mà cho mượn mà cái không ký giấy cả. Để. Có nghĩa rằng bây giờ tôi tin anh hỏi tôi có, tôi cho mượn. Và tôi cũng đã nói quý vị đâu, bà con mà đã từng theo dõi kênh Lăng Tăng Sài Gòn hoặc là đêm hôm là một số bà con đang theo dõi trong cái đường live đó, tôi nói rằng trong đó có rất nhiều bà con đã bị gặp. Có nghĩa là lúc mình cho mượn tiền thì mình kể như mình dâng hai tay để cho mình đưa mượn, còn lúc mình mà lấy tiền thì phải quỳ hai gối xuống và cái như là dầm tay lại để mà đòi tiền. Chuyện đây có chứ không phải không. Đã. Có nghĩa là bây giờ nó thật sự bây giờ có quỳ lại trả thôi, cho mượn có bút tích giấy tờ đâu mà ấy quý vị, đúng không? Bây giờ đó khi cho mượn tiền là không có bất kỳ một giấy tờ gì, thì lúc mà đi đòi tiền thì chỉ có quỳ lại thôi, cho mượn bằng niềm tin đó, lúc mà lấy tiền bằng nước mắt. Bà con nào tôi nghĩ là trong này chắc có bà con là đã từng như thế rồi. Đó. Cho nên cái vấn đề mà chỗ cái cô này thêm một câu hỏi nữa, vì sao đợt một đã như thế rồi mà đợt hai lại tiếp tục cho mượn. Đó. Vì cái vấn đề này cũng giống như là một cái anh chàng đánh bạc, anh thua ít thì thôi, có thể anh đứng lên anh dìa chấp nhận mắc bỏ, đúng không? Nhưng mà thua nhiều quá đó thì phải ngồi lại để gỡ, mà càng gỡ càng lún sâu, càng gỡ càng lún sâu. Có nghĩa rằng cô anh này, cổ cho đầu tiên là cho mượn 120 triệu, bắt đầu là cổ muốn lấy 120 triệu, theo lời của anh Vũ thì phải có tiền mà đút vô kia, rồi kể như là anh mới có cái đồng lời anh rút ra mới trả là cả vốn lẫn lời. Đã. Thì đó là mang chắc một trong những cái chiêu trò mà để lắng sâu vào cái con đường mà gọi tham của anh này, mà cái như là chết của là của anh. Có nghĩa anh rút, anh bắt đầu là cái dùng cũng là chiêu cũ, cứ đút vô là chờ tao, đút vô chờ tao. Cho nên có cái đoạn ghi âm mà tôi đưa lên bà con cũng đã thấy rồi, đúng không? Có những câu từ mà cái đoạn mà đoạn ghi âm giữa cô anh và cái như là anh Vũ này, tôi đã phát ở cái kênh là Công Tâm TV, tôi khuếch đại lên là cái như là 400% cao âm lượng. Tôi nghĩ là bà con nghe thoải mái rồi. Thì trong đó là bà con cứ ấy, cô anh có đòi tiền chứ không phải không có đòi tiền.
cô ăn cân điêu cái số tiền là cái như là dìa để chuột rẫy. Cái này là đi đòi tiền chứ không phải là đi mượn tiền. À, mà anh Vũ nhà ta là bắt đầu là ảnh bật điện thoại đấy, cô anh điện chán chê đâu, ảnh ngủ rồi bắt đầu cô anh phải gọi dậy. Cho nên vì sao là cô anh phải tới nhà ảnh thường xuyên, một tháng tới 2 lần. Bà có biết rồi hả chị? Điện thoại là nó không nghe máy và thậm chí nó khóa máy, hoặc là trong điện thoại nó không có một cái câu từ để chốt lại cái vấn đề. Thì về tâm lý bây giờ cái số tiền nó mất thì phải tới tận nơi để đòi thôi. Chứ bây giờ chẳng lẽ không tới tận nơi đòi. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, khi mà tới tận nơi đòi thì anh Vũ này có khả năng là cái hướng như tôi nói đêm hôm là tôi nghĩ hoàn toàn chính xác. Có nghĩa rằng bây giờ anh bằng mọi cách nào đó mà nếu mà điện thoại thì anh sẽ cắt được, anh chặn số được, anh sẽ bé sim được như gì nói. Nhưng còn bây giờ bà cứ tới nhà liên tục thì anh đánh cũng không được. Chung anh đánh bà là xem như là anh không dám nữa. Cho nên có những chiêu trò là bây giờ không đánh đúng không, phải dùng những cái hành động để bà phải sợ, bà phải không tới nữa. Có nghĩa rằng cái như là theo như lời của anh nói đó là anh bật ngứa bà ra giường. Đấy, đây là một trong những cái hành động mà để anh làm cho cô này phải sợ là không tới nhà nữa. Đấy, một hành động gọi là cái như là quá táo bạo. Đấy, gọi là cái do cô anh này cái tới liên tục mà nó thật sự anh đâu muốn trả đâu mà tới. Đúng không? Mà cái như bây giờ phải làm như thế nào để cho cô anh này khỏi tới bằng cách là anh bật bả ra giường thôi. Mà nói thật sự bà bây giờ bà cũng đã từng nói rồi. Vì cái sự xấu hổ và cũng vì tiếc cái số tiền. Xấu hổ là chính, tiếc số tiền là điểm thứ hai. Cho nên phải cắn răng chịu đựng để anh này kể như anh có những cái hành động tiếp theo. Đấy. Đấy là một trong những cái móc xích mà chúng ta phải hiểu rằng vì sao đến bây giờ mà cô anh kể như là không thể đưa sự việc ra pháp lý được. Vì lý do là cố cho mượn bằng niềm tin, không có một giấy tờ. Tôi hỏi quý vị bây giờ đi mượn tiền đi, không có bất kỳ một giấy tờ nào, cái gì sao ra đòi. Đó. Mà nếu như có giấy tờ nó sẵn sàng nó không trả mà nó cứ hơ rầy hơ mai đó thì mình cũng phải quỳ mà lạy nó cho rồi cho bây giờ. Số tiền ít á, cho không chấp nhận mất tình bạn. Cái đây lần này số tiền nhiều quá 390 triệu, mà số tiền đấy nếu mà cô anh bây giờ cổ sống là cũng phà hết tuổi già, đúng không? Sống thoải mái cho bây giờ cô đi đòi. Đi đòi vì sao? Có hai cái vấn đề, có tiền thì cũng tốt mà không có tiền thì cũng xem như cho cộng đồng mạng một bài học là sau này giả sử cho ai mượn tiền cũng phải là ký tá vô, nhất là mấy cái cô gái mà xinh để cho mấy anh chàng đẹp đẹp trai như là cái như anh chàng Vũ nè mượn tiền nhớ là lấy chữ ký, có nghĩa là lúc mà cái như là hốt tiền không ký trước và hốt sau đấy, lần giao tay luôn đấy, ký chưa đủ phải lần giao tay đấy. Cái này tôi nghĩ là khuyên bà con nên phải là phải như thế. Vũ là quá ba trợn nha. Nếu mà cái thái độ của Vũ đó nó quá ba trợn, cái Vũ đó không phải là một người tử tế, một thằng quá ba trợn quá vậy. Để nghe hết. Dạ. Rồi sau đó bạn mới xuống nhà anh coi như là ăn cơm bữa. Dạ. Rồi ví dụ là bạn cứ đi xuống là về á, giờ khi đi chùa đâu anh mới vé ra đi núi ta. Ví dụ bán vé 500. Đi lên xe đó bác cho em 500 nó làm triệu chẳng hạn vậy. Bà xuống liên tục là bà xuốngbà mê đó bà đòi tiền. Mà cái mốc thời gian đó là từ 2010 trở về sau này, chứ không phải là cái thời điểm mà trước 2010. Đó. Mà như đêm hôm tôi nói rồi, Vũ đó nó trúng số 2003 và 2010 nó với là người yêu của nó là bán những cái gọi là mở quán, mở đồ kinh doanh đó. Mà tôi nói một con người mà gọi là có đủ điều kiện để mà mở quán kinh doanh nhưng vẫn có lòng tham là 500 ngàn. Có nghĩa rằng theo lời Vũ nói đó là VC là 500 ngàn, nhưng mà cô anh có thể là cho 1 triệu thì anh vẫn ngửa tay anh lấy, chứng tỏ lòng tham của anh vẫn có. Mà khi anh nhìn vô cái túi tiền của cô anh này, có nghĩa rằng cái như là cô anh này là người độc thân mà có tiền thì chắc anh lòng tham của anh sẽ nói vậy. Đấy, anh sẽ tìm cách đến môi tiền. Mà
trong tất cả những cái mà cô anh nói chuyện ở cộng đồng bà con cũng biết rồi, cô anh rất hiền lành, có nghĩa là qua cách nói chuyện rất hiền lành, rất nhã nhặn. Nhưng mà gặp những người như Vũ đây, tôi đảm bảo quý vị là sẽ sập bẫy. Sập bẫy thì vẫn bình thường. Đó. Riêng ai cho riêng những người mà nói thật sự do cái môi trường giáo viên quý vị, họ không phải là người kinh doanh, cho nên đó, họ là một trong những người là đào tạo những cái mầm mống đất nước mà. Đấy. Họ dạy những cái điều hay, những cái lẽ phải, mà dạy biết như thế trở thành một cái thói quen, và họ cái cả tin cứ nghĩ rằng ai cũng như mình, cũng tốt như mình, cũng là cái như là cũng là lương thiện thật thà như mình. Đó. Vì cả ngày là họ tiếp xúc với là cái môi trường văn hóa. Đấy. Cho nên là cái cũng chính từ cái vấn đề đó mà cái sự cá tinh chủ quan của người ta lại là một trong những cái điểm mà để cho những người như là Vũ Tà Thiên này nhảy vô để mà lắng xăng. Trên vấn đề có những cái mà tôi nghĩ rằng khi bà con mà chịu khó mổ xẻ thì tôi nghĩ quý vị đừng mổ xẻ cái chi mà cái đời tư của cô, mà mổ xẻ cái là Vũ Tà Thiên này nó dùng những cái chiêu trò gì để nó rút cái số tiền là 390 triệu một cách là trót lọt, mà đến bây giờ vẫn không có một cái chi gọi là liên quan đến pháp lý để xử lý này. Cái đó là một trong những cái chúng ta cần mổ xẻ. Chứ còn đừng mổ xẻ là cô mất khi nào, và đừng mổ xẻ là vì sao kể như là sáu mấy 70 tuổi rồi vẫn còn màng trinh. Tôi nói quý vị bây giờ không dùng tới thì vẫn còn bình thường thôi, mà mình đừng mổ xẻ chuyện đó, nó tội cho cô. Cái mổ xẻ đây là thằng Vũ, nó là ai, nó là dùng những chiêu trò thủ thuật gì. Đó. Mổ xẻ đấy quý vị, đừng mổ xẻ những cái liên quan đời tư của người ta, tội họ. Họ già rồi, tuổi cũng đã cao rồi, nhưng mà bây giờ vướng vào cái vấn đề này thì nói thật sự quý vị là cực sự chẳng đã lắm mới lên cộng đồng mạng cô Giang. Mà tôi ví dụ nha, tôi ví dụ bây giờ giả sử như cô anh và kể như là thằng Vũ này có quan hệ tình cảm chẳng nữa, nhưng tiền mượn anh phải trả. Tôi ví dụ nếu như hai người này có quan hệ tình cảm mà trong suốt quá trình quan hệ tình cảm đó mà có cho mượn tiền thì anh cũng phải trả. Đây là một cái gọi là làm tiền của người ta, anh mượn anh phải trả, chứ đừng bao giờ nói mượn không trả, bây giờ phải đưa chứng từ ở đây thôi. Ủa trong quá trình quan hệ tình cảm yêu đương, tôi ví dụ vậy, thì tôi hỏi quý vị có bà con nào mà cho người yêu mình mượn tiền không, em ký cho anh một chữ ký không? Hay anh ký cho em một chữ ký không? Có, tôi nói người ngoài kia mà khi có niềm tin với nhau rồi nó dễ chi mà xin được chữ ký, đúng không? Nó ngại lắm, tôi nói thật sự cái quan điểm là nó rất ngại quá vậy. Có nghĩa mình đưa người ta mượn tiền bảo không ký giùm tôi chữ ký, nó ngại lắm quý vị, nó dị mà thật sự. Thà người mượn á, thà người mượn họ chủ động họ nói có ngại á, có sợ tôi dịch thì đâu tôi ký cho chữ ký là an tâm, lúc đó mình đưa sổ ký ngay ha. Còn nó thật sự về cái tâm lý mà nó đưa mượn tiền là ký giùm tôi một cái, còn trời ơi cái đưa tờ giấy là mình cảm thấy mình dị rồi ha. Thứ nhất là khi mình đưa ra đồng nghĩa là mình không tin tưởng người ta, thì cái mối quan hệ là xem như có một cái sự gọi là nó có một cái gọi là nó bị thế này thế khác. Nhưng mà nó thật sự tôi nói là cái vấn đề đó cũng chết từ vấn đề đó. Tôi cứ cho ví dụ bây giờ nếu mà có rất nhiều giả thuyết đặt ra, cô anh này với là Vũ Thiên có quan hệ tình cảm, tôi ví dụ ra cái giả thuyết là giả thuyết ví dụ, mà tôi ví dụ có quan hệ tình cảm chẳng nữa, nhưng mà cho người ta mượn tiền thì bây giờ anh mượn được thì anh phải trả được, chứ đâu phải mượn là xong là xu. Đây là mang chắc là một thằng đào mỏ, nếu mà mượn xong là xù dạng là thằng đào mỏ, thằng lưu manh đấy thì cũng đáng phải chữ nữa. Nói thiệt, nếu mà mượn xong rồi xù thì phải chửi, mà chửi cho nặng hơn nữa, chứ còn chửi cho tôi chưa thỏa mãn. Phải chửi, mà chửi khi nào đó gọi là ảnh không còn cái mà để mà cái như là ảnh con ngấp đầu vậy đâu. Chửi tắt còi luôn, chửi không có ngày thoát, chửi không có ngày mai luôn đó quý vị. Tiền người ta làm cực khổ cho anh mượn rồi bây giờ cái như là anh xù là sao, không có văn hóa xù. Chơi là chơi, chơi đừng chơi chạy và đừng chơi xù. Chơi đó mà bây giờ nó thật sự có nhiều comment vô chửi bà cụ 70 tôi thấy cũng quá tồi. Đấy, cũng nên hiểu là người ta làm trong môi trường nào. Chứ tôi đảm bảo nha, nếu mà cô Kim Anh này cổ làm trong môi trường gọi là cho vay đấy, cho vay nặng lãi như là thằng Hằng đó,
Bà có nghĩ thằng Vũ này nó thoát hay không? Có nghĩa là đưa một xu cũng phải là ký sổ, đưa một đồng cũng phải là ký vô, đúng không vậy? Còn đằng này người ta làm trong môi trường giáo viên, người ta dạy những cái đạo đức, những cái văn hóa, dạy những cái tốt, cái đẹp. Cho nên cái trong cái tâm của người ta đã nó đã luôn luôn có những cái gọi là một cái là chân thiện mỹ rồi. Đấy. Thì người ta cũng nghĩ là người bên cạnh mình cũng như thế và mong người bên cạnh cũng như thế. Trên khi mà đưa tiền đưa tờ giấy ký ngại chết bà luôn, sao dám ký quý vị? Đó, đấy là một trong những cái điểm chết.